về, chắc có lẽ nói về Huy thì Huy cũng đang lo lắng liệu có qua được cái ải của Thụy Sĩ hay không, phải không? Thì Thụy Sĩ lúc này mà anh mà qua đó là anh có thể đến với trận chung kết với lại Tây Ban Không, Nha, anh thì theo anh thì sẽ thắng anh Thụy Sĩ. sẽ vượt qua được và có thể đi đến chung kết, tại vì cái kiểu mà anh để ý mà mấy đội mà giống như chết tới nơi rồi đó, Không nói mà tới đó, sống tự sống nhiên là lại không là nói cái tới trận là kia thấy chết. sắp chết rồi đúng không, còn Chết, mấy phút chỉ nữa là còn chết, có mà một kiểu mà phút nó nữa, sống mấy chục lại á là sau second. đó hên lắm. Dạ, thường thường vậy. Rồi, mời Huy. Mời Huy. À, dạ. Từ nãy giờ hôm nay ngồi là ngồi suy nghĩ riết không, rồi không biết nói gì, quên rồi hôm vào. nay thật sự là rất là cảm ơn anh Thế cũng đã là mời với các anh rất là có kinh nghiệm như là anh Nam với anh Trác lên có những cái kiến thức và những cái góc nhìn về cái bóng đá rất là hay, em ngồi nghe rất là mê. Dạ cũng lâu rồi, tại vì thật sự vì Danny ở bên đây thì thích xem bóng đá từ nhỏ, nhưng mà thật sự sang bên Mỹ thì cũng khó mà có nhiều cái chỗ để mình xem mà mình nói chuyện nữa, tại vì thật sự ở Mỹ thì vẫn chuộng football hoặc là basketball hơn. Đi học thì bạn bè cũng toàn chơi basketball rồi nói chuyện football New England chứ không có nói chuyện đá banh nhiều, cho nên là hôm nay rất là quý, cảm ơn các anh có những cái chia sẻ góc nhìn rất là hay. À, về cái rõ ràng cái nhánh bên Tây Ban Nha rồi Đức, Bồ Đào Nha với Pháp là quá hay. À, có thể nói là toàn là những trận chung kết sớm. Bây giờ Tây Ban Nha hay Đức mà thắng vô gặp Pháp hay Bồ Đào Nha, kể cả bốn đội này gặp nhau ở bán kết đều là cũng là chung kết sớm nữa. Rồi chưa kể là một tượng đài Ronaldo, có thể là mùa giải cuối cùng của anh nữa, cũng rất là hay. Cái nhánh đó tự nhiên nó thành nó quá hay đi. À, cái phải nói là cái trận hòa Ba Lan với Pháp đó, là nó tai hại, nó đẩy vào thành một cái nhánh là nó lại nó bị mất cái mất chút xíu thôi, cũng chút xíu thôi cái tính cạnh tranh khi mà những cái đội bóng lớn rồi, chưa kể Ý thì cũng gây thất vọng để Thụy Sĩ vô, nhưng mà tới đây rồi thì rõ ràng đội nào cũng mạnh, có mạnh có hay thì mới thắng mới vô được tới Đúng đây. rồi, không có Dạ, hề mình đâu. nhìn về cái nhánh đó thì chắc mình nói hai cái đội mà cống hiến nhiều nhất đi trước, cho cậu anh Thụy Sĩ để cuối, tại thật sự anh thì anh Thế làm với em máy show, thấy em nhìn cái danh sách 11 người đá là em biết bữa đó là anh phần trăm thắng bao nhiêu nữa, chứ không phải là chưa cần vô đá nữa. Cho nên là mình sẽ nói trước về Thổ Nhĩ Kỳ và Hà Lan, hai cái đội bóng mà là đứng hạng 3 mà lại là thành ra lại là đi vào tứ kết. Hà Lan cũng đứng hạng 3, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đứng hạng 3 ở cái bảng của mình, thành ra lại là đi vào tứ kết. Hà Lan thì không được đánh giá cao bởi vì cái trận thua trước đội tuyển Áo, nhưng mà vào cái trận vừa rồi họ lại thắng rất là hay, rất là thuyết phục một cầu thủ mà mình cũng hay nói là có phong độ không tốt ở Liverpool là Gakpo, thì có một trận đấu quá tốt quá hay, và với cái sự vững chãi của Van Dijk nữa thì biết đâu được Hà Lan lại là đội vào chung kết. Thổ Nhĩ Kỳ thì cũng một trận đấu phải nói là, nếu mà nói trận Thổ Nhĩ Kỳ với Áo có thể là một trong những trận đấu hay nhất của cái cả mùa giải này luôn, khi mà hai đội đá rất là cống hiến, Hấp dẫn. công qua công lại tới phút 95 luôn mà thủ môn của Thổ Nhĩ Kỳ cản phá, mà theo em có thể chắc chắn 90% là 99% luôn là bình luận là cái pha cản phá hay nhất của Cái mùa banh mà giải đội đầu đúng đó, không? vào phút Cắm cuối cùng. xuống, Đúng, quá cắm hay. xuống là bánh lên Dạ đúng, rồi. Đúng rồi, là cho cái đó nếu mà ấy là gỡ hòa mà hình như Hà Lan vào này là có lợi thế, một cái là bên Thổ Nhĩ Kỳ là vừa rồi cái kia vừa rồi đó, những cầu thủ bị thẻ vàng á là bị đúng rồi. miss miss rất là nhiều, Dạ đúng, nhớ gì của nghe ba cầu thủ không, khoảng ba cầu thủ đó dạ là chặt tới luôn không được đá, đúng rồi. và những cầu thủ đó những đá chính Đến trong khi nào mới bỏ thẻ đó, sau cứ khi nghỉ một sau lần sau thôi. Dạ, nghỉ một lần thôi, nó nghỉ cứ một hai lần thẻ vàng là anh bị nghỉ một trận không, tiếp theo thôi, anh nhớ là hay là maybe sau bán kết nó mới bỏ. anh nhớ là sau cái vòng nào thì sẽ bỏ thẻ hết. Vậy nếu vậy thì chắc chỉ còn vòng bán kết thôi. À, Dạ, chắc tại mà vì thấy trên TV người ta để ra cái là Có thể là sau tứ kết, Dạ, sau tứ tại kết vì là tới họ bán muốn kết. là đến bán Bán kết kết hoặc chung chung kết. kết đó là có đầy đủ cầu thủ. Dạ, cũng không bị lặp lại cái đáng tiếc của Michael Ballack ở Đúng nha, World Cup 2000 rất là đáng tiếc cái năm đó. Thì nếu mà trận đấu Thổ Nhĩ Kỳ với Hà Lan thì chắc là đa số sẽ nhìn về Hà Lan là có lợi thế hơn, các phong độ đang chưa chắc cao. Nó, là em chỉ chưa đang nói chưa chắc là là tại vì đa thôi số thì Thổ Nhĩ Kỳ có ông bầu đa ông gọi là ông coach rất là đẹp trai nha, đi số về em mát lên anh Thế, được đưa về em mát lên, gọi anh Thế vô chân lên coi là chơi chút một một tên xíu là một tên là nên nha. nhớ nha. Thổ Nhĩ Kỳ mặc dù đội Hà Lan càng đá càng hay, nhưng mà Thổ Nhĩ Kỳ sau những năm mà họ làm lại bóng đá thì là
Thổ Nhĩ Kỳ với cái thế hệ cầu thủ trẻ như vậy. Mai Thị Thế chỉ có ấn tượng hai cầu thủ mà mình thích nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, đó là Guler, tài năng trẻ của Real Madrid, với lại Demiral là trung vệ. Trung vệ mà lên ăn hai trái banh, mình thấy trái banh tình huống đá phạt góc thì dĩ nhiên trung vệ dưới này lên. Trung vệ là trời sinh ra trung vệ là họ phán đoán tình huống điểm rơi rất hay, cái đầu của họ bật lên rất hay. Ở tình huống đầu tiên thì anh chấp thời cơ cũng tham gia lên, cũng tình huống phạt góc thì là Guler đá trái banh phạt góc treo trái banh rất khó chịu. Và ở tình huống mà hai không thấy bật cao, bật cao không khác gì Ronaldo. Đúng rồi, bật cao thì cao mà đè không phao nha. Những người khác mà bật lên có thể anh tì, anh chỉ cần tì nhẹ vô là có thể bị phao. Anh bật lên anh lấy cái người anh đè vô đội đầu hay. Đó là một trong những cái chốt chặn mà đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ có được. Và cái khí thế hừng hực, tinh thần của họ lên cao với cái sự dẫn dắt của một cầu thủ Ý mà họ mà trưởng thành ở trong cái môi trường bóng đá Ý, rồi xong họ thi đấu đẳng cấp lên tới đội tuyển Ý thì cái họ được tôi luyện rất là ma mạch, rất là kinh nghiệm. Mà trong những trận banh mà có tính quyết định, tính sống còn đó, chưa chắc đội hay mà đã thắng được. Nếu đội hay mà anh đá mà anh bị đối phương vô, ví dụ như là trận đấu với đội tuyển Áo, bạc thắng quá sớm, mặc dù đội tuyển Áo thi đấu hừng hực trước đội tuyển Hà Lan ở vòng bảng, thi đấu rất hay. Mọi người đang nhìn về đội tuyển Áo là họ có chơi một thứ bóng đá rất là mới với sự dẫn dắt của ông huấn luyện viên mà Daniel Huy ví von là thầy của thầy Rangnick. Nhưng mà gặp một đội tuyển mà chỉ như mình hay, anh hay, thì cái, có thể là đội tôi đánh giá dưới hơn, thì tôi study, tôi nghiên cứu từng vị trí làm sao, thì đó làm sao, chỗ nào là cái chỗ mà chỗ yếu của anh. Giống như trở lại với anh Trác vừa nói ở cái giải 98 đi, anh Trác cũng có đọc báo, anh Trác cũng có nghiên cứu. Đội tuyển Brazil lúc đó quá hay, chỉ có tình huống phạt góc là đội tuyển Brazil lơ đễnh trong cái khâu kèm người. Thì anh Trác có huấn luyện viên để ý thấy điều đó. Anh Trác ảnh có nói đó, thì lúc đó mình không, mình xem cái trận đấu mình không thấy được, nhưng khi nói đó là sự thật. Mà lúc đó mình thấy rõ ràng Zidane đứng ở vị trí cắt qua một cái khoảng trống mà chắc nghĩ là họ đã tập rất nhiều. Bóng chê tới khoảng trống thì Zidane cắt ra đội đầu hai chứ banh đầu y chang vậy. Thì trở lại với lại trận banh của đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ với lại trận của Hà Lan thì họ là một cầu thủ được đánh giá thấp hơn, nhưng mà họ biết được bên kia sẽ có điểm yếu như thế nào. Mọi người cứ nghĩ rằng là hàng đội tuyển Hà Lan sẽ dựa vào dàn tứ vệ rất là hay, nhưng mà có ai ngờ dàn tứ vệ sự chỉ huy của Van Dijk, và chính Van Dijk là cái người mắc lỗi mà để cho đội tuyển Áo ghi bàn 3 bàn, thì họ cũng mới có cái điểm yếu của họ. Nên chắc chắn là một tên là và tổ huấn luyện của đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ họ cũng rất là nghiên cứu. Mà trong một ngày đá banh mà như anh Trác nói, mình chơi cái gì cũng có thầy đó. Huấn luyện viên rất là quan trọng, ông nhìn được, ông thấy được làm sao mà khi mà họ vô, các cầu thủ của ông chơi đúng với ý đồ của ông thì cái đó mới dẫn đến thành công. Thì trận này thì anh Trác nghĩ sao anh Trác? Hà Lan hừng hực gặp Thổ Nhĩ Kỳ không mệt. Anh thì anh nghĩ Hà Lan tại vì Hà Lan nó họ vô những cái trận đấu mà kiểu như tứ kết với lại bán kết nhiều thì họ vẫn có tức là dù cho bây giờ họ có bị dẫn trước họ cũng sẽ gỡ. Nhưng mà anh mới nói rồi, vẫn vô đến vòng này vẫn cần có sự may mắn. May mắn là một chuyện, mà ý anh Trác nói là những cái trận đấu như vậy thì là đẳng cấp. Đẳng cấp nó sẽ thể hiện là tính chất quyết định. Với lại những cái trận đấu như vậy, cái khoảng khắc ngôi sao, khoảng những cầu thủ mà có kinh nghiệm thì là những cầu thủ có kinh nghiệm. Anh tin là nền bóng đá của Hà Lan vẫn hơn. Cái bóng đá Hà Lan họ vẫn có. Hà Lan thì giống như bị một cái lời nguyền gì đó, hay cỡ nào hay cũng không bao giờ vô địch.
được cái World Cup, mặc dù họ rất là hay đúng không, nhưng mà để đá những trận tứ kết bán kết thì họ đá, ngay cả nhớ ngày xưa họ đá đụng những đội Brazil mà trong lúc hay đó, họ bị ăn trước, họ bên gỡ, có cái trận 594 đó là đá mà thêm giờ nó ba tay chết đó, nhớ không? Cái chơi cái trận đó là bị Romario với lại ấy trước, mà họ gỡ xong rồi họ dồn lên họ đá coi như là ba tay là mệt luôn đó. Blanco đá cái trái banh phạt vô xong bắt đầu câu giờ đi bộ ra từ từ đó. Như là Hà Lan thắng Brazil đó. Brazil để vào chung kết với lại Tây Ban Nha. Trận đó hả? 2006. À 2006 đúng không? 2006. Ừ, nhưng mà cái năm 94 là năm 94 là năm 94 là anh Trác nói là Romario đá cặp lại Bebeto đó, là thời đó là đó, năm đó đá Mỹ nè. Ừ, đá ngay Mỹ. Đá Mỹ. Dạ, thực sự thì bây giờ khoảng cách bóng đá châu Âu, đặc biệt là cái ví dụ rõ ràng nhất là cái mùa bóng năm nay. Đôi khi những người khán giả mà có thể là ít xem bóng đá cấp câu lạc bộ mà họ chỉ thường xem bóng đá đội tuyển thì có thể sẽ là có những lời chê. Có thể là chê là bóng đá bây giờ sao mấy đội mạnh đá dở quá. Mấy cái trận đấu sao nó chán quá, tỷ số ít quá, nhưng mà có một cái không họ phải mình phải công nhận là cái cách phân tích chiến thuật và cái cách trải đội hình của các huấn luyện viên bây giờ nó rất là gần nhau. Một trận đấu rất là chặt chẽ, không có đội nào muốn mà thua trước hết, như anh thấy hay nói đá sao để không thua đã, đúng rồi thắng bao nhiêu là tính sau. Cho nên thật sự mà nó đáng lẽ cái vòng này vừa rồi hai đội bóng mà brand name bị loại đáng lẽ phải là Bồ Đào Nha và Anh. Khi mà nhìn về cái thế trận của cả hai trận đấu luôn, Slovakia và Slovenia, hai đội phải nói là đáng lẽ là nên thắng đúng. Bởi vì cái cách mà hai đội đó tiếp cận trận đấu và cái cách họ trải đài suốt 120 phút, cả hai trận đều đi qua 120 phút, thì hai đội đó lại là hai đội bóng đá tốt hơn. Vì cái cách mà họ tiếp cận trận đấu và cái phong độ từng cầu thủ cũng như cái vị trí mà họ đá rất là hay đó. Cho nên là mình sẽ khó nói nếu mà Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng mà nếu mà nói nhận định qua và kể cả phong độ, kể cả cái tên tuổi cũng như là kinh nghiệm thì như mọi người cũng thấy có thể là Hà Lan cũng có thể nhỉnh hơn chút xíu. Đúng rồi. Thì người ta nhìn là vậy. Tại vô tới vòng này rồi những cái hiện tượng là ngựa ô gì đó thì chạy tới lúc này thì cũng phải đuối. Chứ lại cái này lúc này là ok, con người, những cầu thủ đẳng cấp, chiến thuật hợp lý, huấn luyện viên hay như, thì ông Georgia đó, ông đá thắng được trận kia rồi ông làm giống như ông sắp vô địch. Vô ông đùng Tây Ban Nha đá cho ông vỡ trận luôn. Nhưng mà cái trận banh vô cái trận banh ông cũng làm hú hồn hú vía mấy người yêu Tây Ban Nha đó chứ. Thì nếu mà hết hiệp 1 thấy một đều Slovenia, hết hiệp 1 nên nhớ nha, Slovenia nếu mà Seco, nếu mà anh bình tĩnh chút xíu, thường thường những cái tình huống đó, những tiền đạo mà đẳng cấp á, họ dắt qua anh đó là họ chỉ cha chứ một cái là họ chớp một cái, họ chuẩn bị họ bẻ cái họ chuẩn bị họ bẻ cái lòng cha là tụi mông đổ qua cái cha họ lấy bẻ là cách mấy mét lượng mà đâu, nói chung là nếu chạy về cũng không có đỡ kịp nữa. Costa thì nói chung là tự nhiên là chắc là thánh đó. Cũng giống như gồng giùm cho cũng giống như thủ môn của Argentina ở World Cup vậy đó. Chính xác. Nói chung là trong môn thể thao mà lúc mà mình không hay thì mình được cái may thì cũng vớt vát được, không hay mà còn kém may nữa thì coi như chỉ có thu. Trận banh mà nói thẳng ra vô đá phạt đền chỉ 5 năm. Ông Slovenia thì ông chỉ cầm cự để ông có cơ hội ông đá phạt đền mà thử gặp thủ môn của Bồ Đào Nha nó hay quá. Lần đầu tiên trong lịch sử ba trái đầu tiên đã hết ba trái. Đúng rồi, yeah. Trời thì chịu thôi. Yeah. Thì Bồ Đào Nha thì sẽ gặp Pháp mà qua cái cửa đó được hay không, cái đó mới là vấn đề. Còn bên này Anh thì gặp Thụy Sĩ. Thì nói chung là nếu Thụy Sĩ đá, Anh đá như vậy, Thụy Sĩ cũng rất là khó lòng. Mặc dù mọi người cứ trông chờ là Thụy Sĩ phong độ sẽ giống như là Thụy Sĩ đã trở lại quân bình tỷ số 3-3 mà đưa đội tuyển Pháp về nước ở trong cái loạt trận luân lưu. Nhưng mà cũng rất khó đội tuyển Anh như vậy. Họ chắc có lẽ rằng họ không có lối đá mà để hấp dẫn người xem.
Nhưng mà biết đâu đó sau những gì sau cái vừa rồi xém chết á, thường rồi xém chết xong đó là tự nhiên đoàn kết nè, rồi cái áp lực nó cũng tại vì thấy chết rồi mà. Chết rồi. Giờ tự nhiên chỉ còn mấy chục second, chỉ còn mấy chục second, nếu mà tình huống ném biên của Walker vào rồi xong rồi tự nhiên hậu, cái mà hậu vệ cũng không nhảy nữa chứ. Tự nhiên cái ông trung vệ ông lên tuột lên trên đó, người lên tuột trên đó đội đầu ngược chuyền hai qua mà ngay cái cú mà của Bellingham, thường là Bellingham hay ghi những cái bàn đó cho câu lạc bộ. Đúng rồi, Bellingham là đang ngay cái cú bicycle ngược từ bicycle thì cũng có cái duyên của Real Madrid chết chẳng rồi. Phút cuối cùng ngay cả lúc mà vô hai hiệp phụ thấy vùng lên thì mới ngay cả mấy phút đầu tiên mà cầu thủ vào thay người Tony truyền bóng qua cho ngay cái đánh đầu sở trường của Harry Kane thì cho thấy rằng là thoát chết rồi, thường có thể là sống dai. Cái này mình nói vui là fan của tuyển Anh giống như em nói vui là cái trận đó Foden vừa mới ra là 30 giây sau là tuyển Anh ghi bàn thắng luôn, cho nên thì vậy là Foden vậy là luôn đi. Anh em mình nhận định là đội tuyển Đức sẽ thắng đội tuyển Tây Ban Nha. Không. Em Tây Ban Nha thắng Đức. Em Tây Ban Nha thắng Đức sao lại Tây Ban Nha thắng Đức. Cái trận đó em kỳ ấy. Em rất là Tây Ban Nha thắng Đức. Em là Tây Ban Nha thắng Đức. Anh Tráng là Tây Ban Nha thắng Đức. Đức thắng Tây Ban Nha. Thế cũng Đức thắng Tây Ban Nha. Không lẽ anh mời mọi người tới nhà chơi ăn uống chuẩn bị ra giải đầm xong mà bắt đầu đi ngủ. Thì cái đó cũng mấy. Thì thôi mình cứ vậy thôi, mặc dù phong độ của đội tuyển Tây Ban Nha là thuyết phục nhất nhưng mà đội tuyển Đức cho thấy cái sự chắc chắn của mình hơn. Cái đó là ai cũng thấy ra được chuyện đó, kinh nghiệm của mình hơn, bản lĩnh của mình hơn, và đội tuyển Đức rất có duyên ở trên sân nhà, nên hy vọng một chiến thắng để đưa đội tuyển Đức vào tiếp ở cái vòng bán kết. Nhưng ở trận Pháp với Bồ Đào Nha thì mọi người chắc ai cũng nghĩ rằng là Pháp, nhưng mà Nam đổ Nam thì nghĩ em muốn là một chuyện mà Bồ Đào Nha phải đá như này. Mình thấy Messi không, khi mà vào chung kết cũng nhờ thủ môn đúng không, và thắng cái game đó cũng nhờ thủ môn, thì Cristiano cũng y như vậy, cũng nhờ một thủ môn xuất thần ở đâu ra đúng không. Có nhiều người không thích Ronaldo khóc. Nó là Ronaldo diễn, nhưng mà con người mà đôi khi nó cũng đá, có những cái này cái kia mới lại gọi là cảm xúc gì không. Lúc có thể nhiều lúc mình thua một cái game mình nhìn ngủ không được chứ đúng không. Nó chứ đá là làng thôi. Vậy Nam có bao giờ Nam khóc chứ về New Star chưa? Thật sự thì mình cũng thắng rất là nhiều rồi nhưng khóc đi đừng ngại ngùng, nhưng mà nói chung là chắc có lẽ là khóc nhưng mà có thể giải tỏa được tâm lý áp lực. Nhưng mà cái mà Martin thấy ghi nhận đó là anh dám trở lại sút cái trái penalty đầu tiên là rất là tâm lý lắm. Nhưng mà bởi vì đó là tại sao mọi người yêu quý Messi, cái lượng mà mọi người yêu quý Messi nó vẫn nhiều hơn, mọi người vẫn thích Messi hơn là ở cái tài thì khỏi nói rồi, nhưng mà cái lối sống cũng như là cái đạo đức của Messi thì vẫn cho thấy rằng mình không chê Ronaldo hơn, nhưng mà có những cái mà Messi làm, những cử chỉ Messi làm để cho mọi người yêu quý Messi thì nó cái lượng fan nó vẫn nhiều hơn. Mặc dù Ronaldo là lượng fan rất nhiều nhưng mà Messi thì mọi người cũng vẫn yêu. Anh thì thấy fan của Ronaldo toàn nữ. Cái trận có cái này em cũng có nó, tại hồi nãy mình có lướt qua cái trận Pháp Bồ Đào Nha mà mình chị bảy mình chưa có nói. Tại em thì có một cái này, có một cái nhận định bản thân thôi, cái này chắc tưởng hôm nay có anh Long kèo anh Long chút. Thật sự tới thời điểm này nếu mà công tâm mà nói thì huấn luyện viên Martinez có đủ dũng cảm để loại Ronaldo hay không? Bởi vì có thể nhiều người sẽ nói em là một fan. Em xin nhắc lại, em cho một lý do chính đáng. Một lý do thôi. Một lý do là 120 phút ở trận gặp Slovenia Ronaldo đá không tốt. Anh có thể anh tất cả những cái thông số của anh chạm bóng nhiều nhất 8 lần chạm bóng trong vòng cấm, sút 8 trái, sút 8 quả trong trận gặp Slovenia, chạm bóng 13 lần ở trong vòng cấm. Nhưng không hiệu quả là không hiệu quả.
cái này là thế nào gọi là không hiệu quả? Khóc một lần không không hiệu quả là anh không ghi bàn và anh là làm không làm đầu ra cho Bồ Đào Nha nữa. Ronaldo mùa bóng này mình có anh mình có khen hay chê thì Ronaldo vẫn chưa ghi bàn một bàn chính thức, và khi anh là người cao nhất ở hàng công thì anh phải là đầu ra, nhưng hiện tại sau 4 trận đấu Ronaldo không phải là đầu ra. Thì bây giờ có muốn hay không muốn, em là người sẽ đánh giá rất là dựa trên thông số và đi theo và số liệu. Em có biết không là... phải là một mình em, anh nói cho em là không phải một mình em. Nhưng mà kể cả fan của đội tuyển Bồ Đào Nha, tại vì fan đội tuyển không hẳn là fan Ronaldo hết. Có những người họ thích Bồ Đào Nha là một quốc gia nhưng không hẳn là họ sẽ thích Ronaldo. Thì đang đặt câu hỏi thôi. Kể cả truyền thông của cả Bồ Đào Nha và cả truyền thông của giải Euro là đã tới lúc nên thay Ronaldo hoặc là cho anh làm dự bị chiến lược. Ronaldo hoàn toàn có thể vào sân ở hiệp 2 hoặc là một tình huống nào đó để rồi, kéo hậu vệ. Anh 3-0 hãy cho vô. Đây là một câu hỏi rất đúng. Là rất bây là, giờ là... anh hỏi em là ở tuổi 39 Ronaldo, những gì Ronaldo làm ngoại trừ trường hợp ghi bàn, những cầu thủ trẻ khác mọi người kỳ vọng có làm được như Ronaldo hay không? Nhưng mà không bằng mà nói đâu, anh không phải là ảnh hưởng gì tới anh thích Ronaldo nhưng mà anh không phải là fan Ronaldo. Yeah. Anh không phải là fan Ronaldo. Anh thích Messi nhưng mà anh không phải là fan của Messi, mặc dù anh rất quý, anh rất yêu, anh rất xem Messi, một cái người mà vượt khó, một cái giống như là thiên tài rồi. À, một bên là thiên tài, một bên là mọi người cứ nói là khổ luyện. Đá banh mà không ai luyện, không Messi cũng thiên tài mà Messi phải luyện mới được. Yeah. Bên kia thì cũng phải khổ luyện, nhưng mà có một cái là khi mà Messi Ronaldo không làm được những gì ở trận đấu vừa qua, mà khi mà đội tuyển Bồ Đào Nha có một chiến thắng thì là Ronaldo không còn hiệu quả như trước nữa, nhưng mà cái mà ông huấn luyện viên Martinez cần ở Ronaldo ở trên sân đó là người mà thủ lĩnh tinh thần. Ronaldo anh có thể anh chạy chỗ tạo khoảng trống, ông huấn luyện viên Martinez lại cái tổ huấn luyện của ông dư sức thấy được là Ramos vào nó hiệu quả hơn trẻ, hay là Gia Felix vào thi đấu nó sẽ cơ động hơn, hay là có thể ghi bàn. Nhưng mà em có thấy rằng một cầu thủ như Ronaldo, mặc dù anh 39 tuổi, anh vào sân là mọi tập trung của đối phương có thể dồn vào anh, tạo khoảng trống. Với lại Ronaldo có một cái là không ghi bàn, nhưng em thấy những cú sút của Ronaldo đầy uy lực. Tại vì không sút được, không thắng được trái phạt đền đó là tại sao? Tại vì Oblak quá hiểu Ronaldo. Ronaldo với là Messi ghi bàn ở chấm phạt đền rất nhiều, nên người ta biết. Em thấy ngày nay mà thống kê vừa Ronaldo vừa đá phạt đền là trên cái bảng, cái biểu đồ nó hiện lên Ronaldo là đá chỗ này chỗ nào chỗ kia hết, thì các thủ môn, huấn luyện viên thủ môn là họ đã study trước rồi, Ronaldo bỏ bộ như thế nào, sẽ sút như thế nào, thủ môn đều biết. Cái thứ hai, Oblak đón được nhưng mà Ronaldo sút quá căng mà quá hiểm nên là không ấy được. Tại vì họ hiểu nhau tới từng bước đi, cái cách để chân trụ như thế nào, xem người sút như thế nào. Ronaldo có những cái Ronaldo làm cho người xem nó hơi hụt hẫng chút xíu là một cầu thủ như vậy phải mạnh mẽ lên thế này thế nọ. Nhưng mà cái những cái đó là cái mà thấy nghĩ rằng á, nó là chỉ là cái xuất phát từ của một con người thôi. Nhưng mà rất khó để cho ông huấn luyện viên mà để cho Ronaldo dự bị trong cái bối cảnh đội Bồ Đào Nha như vậy. Không, ý em chắc có lẽ nói Ronaldo không nhất thiết phải chắc có lẽ nói Ronaldo là một cái người mà nói nó là công tâm thực tế mà anh chắc. Anh thì nghĩ nếu mà có Ronaldo trong sân thì mấy đội kia mừng hơn đó. Đây không, cái này thật sự công tâm nha. Cái này em nói là Bồ Đào Nha, nếu mà mình chỉ nói về riêng trận Pháp mình không nói gì hết. Riêng trận Pháp Bồ Đào Nha theo em thôi,
Nếu mà huấn luyện viên Messi mạnh dạng để Ronaldo dự bị, cái khả năng chiến thắng của Bồ Đào Nha sẽ cao hơn. Đó, như vậy thôi, chỉ là như vậy. Tại vì hiện tại anh không phải là đầu ra và anh làm cho các cầu thủ khác có một cái áp lực là phải truyền bóng cho đúng như Trang ý anh. Dạ. Và truyền bóng hoàn toàn đã hư. Chịu nhiều áp lực nhất là đội trưởng của đội của em là bị bắt cày, mà em thấy là cày trong 20 phút cầu nghiệp á. Thì là Bruno á. Bữa nay cho thua cho về, cho ảnh nghỉ, ảnh cày quá tội nghiệp. Một cái huyệt yếu của Bồ Đào Nha là Pepe. Pepe mà thập nó cho bánh dài mà đua nó là chết. Vừa rồi là hai đường banh rồi. Tình huống cuối cùng nhắc cái chân lên không nổi, phá cái banh cố truyền về mà truyền không nổi, bị nhắc cái chân. Sửa vợ chứ đồ không có chết rồi. Đó, không nghĩ cái đó là xong. Pepe lấy tiêu rồi. Em chỉ nhìn theo thống kê và số liệu thì nếu Ronaldo dự bị có lẽ lại là một con bài chiến thuật tốt hơn. Ronaldo vào sân, biết đâu anh vào sân những phút cuối làm người hùng, nó là một câu chuyện khác. Okay. Dễ thôi. Dạ. Anh có email của Martinez. Okay. Rồi. Dạ. Rồi chắc có lẽ là này, chương trình chắc thì làm thành hai chương trình. Chương trình thì quá nhiều điều để nói. Tại vì rất khó để mời anh Trác đến với chương trình, thì chắc có lẽ chương trình sẽ hẹn quý vị trong một cái dịp rất gần, và anh Trác sẽ trở lại chia sẻ những cái kiến thức cũng như những cái kinh nghiệm của một người mà chơi bóng đá, hiểu bóng đá, và kiến thức sâu rộng của anh Trác sẽ đưa cho chương trình nó hấp dẫn hơn. Thì xin hẹn quý vị vào một dịp khác. Thì trước khi khép lại chương trình thì Matisse sẽ cũng không quên cảm ơn hai nhà tài trợ chính của chương trình, đó là February 2 trên đường Gandro và anh Nam, chủ nhân của Number One Auto Compressor đã tài trợ cho chương trình. Thì một lần nữa xin chúc quý vị có một mùa lễ độc lập thật vui vẻ, hạnh phúc cùng với những người thân của mình, và chuẩn bị tinh thần để đón xem các trận tứ kết, các trận bán kết. Và bên cạnh đó thì một cái Mai Thế nghĩ rằng không hiểu tại sao mà một cái trận banh quá đẹp mà mọi người cũng đang hướng mắt vào cái dịp lễ độc lập, đó là ngày mai đội tuyển Argentina của Messi sẽ thi đấu trong dịp lễ độc lập. Thì chúc quý vị luôn luôn tràn đầy năng lượng để có những cái điều tốt đẹp và hạnh phúc trong cuộc sống của mình. Xin mời Nam và anh Trác cũng như Danny Huy gửi lời chào đến anh. Thôi anh thì vắn hết là xin chào, có dịp thì hẹn gặp lại. Trở lại nữa đi bác Trác, em xin bác Trác trở lại, bác Trác trở lại đi. Có một dịp là em mua cà phê cho bác Trác này, sạc cà phê sáng bác Trác. Có một dịp là Thế sẽ mời anh Trác với lại Huy MC. Huy MC. Nếu quý vị mà có duyên sẽ nghe anh Trác là Huy MC nói chuyện rất là thực tế, rất là công bằng. Thì Huy gửi lời chào đến quý khán giả. Một lần nữa thì anh này cũng xin thay mặt tất cả anh em trong cái ekip cảm ơn vị khán giả đã dành chút xíu thời gian trong ngày của mình để theo dõi chương trình này, Let's Kick It cùng với anh Vestima Studio, để thấy thêm những cái góc nhìn từ những người fan, những người theo dõi bóng đá, không phải là chuyên gia nhưng mà có những góc nhìn rất là thực tế cũng như là nhiều khía cạnh khác nhau. Hy vọng quý vị đã có những khoảng thời gian thật là giải trí, và một lần nữa thì chúc quý vị là những đội mà mình đang yêu thích vẫn còn ở lại ở Euro và tiếp tục giành những chiến thắng nữa trong những trận tứ kết, bán kết như chung kết tiếp theo. Nam, cảm ơn. Eddie Hoàng Nam xin gửi lời chào các quý khán giả. Chúc quý vị một ngày lễ weekend ha, và xem những trận banh sắp tới rất là hay. Xin cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.